Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức chương trình văn nghệ Khát vọng hòa bình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Chương trình văn nghệ được diễn ra với các tiết mục múa hát đặc sắc về chủ đề cách mạng, tôn vinh những anh hùng đã chiến đấu hy sinh thân mình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc qua những ca khúc đi cùng năm tháng như Màu Hoa Đỏ, Cúc ơi, Bài ca không quên, Trái tim người lính, Hát về anh, Linh thiêng Việt Nam. Chương trình Khát vọng hòa bình nhằm khơi dậy cho mọi chúng ta nhớ lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đồng thời tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân Việt Nam, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.